đây là một loạt các cái mộc trồng ở ria cái bờ rào, nên là nó không kiểu bị di rít ở trong các cái vườn mộc ấy, nên là nó có to và tán nó có rất là đẹp hơn ạ. Thông thường ấy thì các cái cây mộc các bạn nhìn thấy này là nó chỉ là một thân thẳng lên và tán nó rất là nhỏ, chứ nó không sum xuê như ở kia là mình có các cây hoa lan đấy bạn, ngọc lan đấy ạ. Thì bạn sẽ nhìn thấy là cái cây ngọc lan nó lùm lên nó rất là đẹp, nhưng mà cái cây mộc thì nó khác, bản chất của nó là cây lên thẳng và nó không không kiểu dạng xòe tán nhiều. Nhưng mà những cái cây mộc ở cái chỗ ria rào này là rất là đẹp. Các cái cây mà bạn đang nhìn ý thì cây cao khoảng tầm 2 mét rưỡi đến 3 mét. Chắc phải hơn, nói chung là ước lượng nó cũng không được chuẩn chỉ chính xác một cách tuyệt đối thì đấy. Bạn nhìn thì có thể 1, 2, 3, có thể cây đấy được 3 mét, hơn 3 mét. Và cái thoát thân kia của nó chắc cũng được 50 phân. Đường kính của cái cây đấy thì chắc khoảng được 5-6 phân. Đó. Thì đây là một loạt cái vườn mộc này. Bạn nào mà có nhu cầu mua cái mộc một thân mà cây to thì vui lòng liên hệ 097 797 3535. Nhà mình là nhà vườn nhé, cho nên là giá mà các bạn có mua được là đã là giá nhà vườn rồi, bởi vì rất nhiều cái người người ta còn đến nhà mình mua để bán. Các cái cây này phải nói là rất đẹp luôn ạ. Tán, lá xanh, cây to. Thoát thân phải được tầm chắc cũng phải tầm 50 70 phân. Đường kính này chắc phải tầm 5 6. Đó, cây trong kia cũng rất đẹp ạ. À, ở kia có cái ống bơ. Đấy, có cái ống của vỏ của chai C2. Đó. Thì để các bạn có thể tham khảo. Chiều cao của nó bằng hơn hai cái lọ C2 và cái đường kính của đấy thì nó bằng, ở phần dưới hơi to hơn chút, phần trên hơi bé hơn chút, tương đương với cái lọ C2. Đấy, các cái cây ở cái chỗ kia thì nó cũng cũng cùng một đợt. Nên là kích thước của nó cũng cũng khoảng khoảng như vậy. Để mình tìm xem trong cả cái vườn này có cái cây nào khủng nhất nhá. Cái loạt này thì bé hơn. Bé thôi, nói là bé nhưng mà nó cũng cái này là cũng thuộc dạng loại mộc rất là to rồi. Cây kia đẹp quá. Đó, đó, cây này rất là đẹp luôn. Đấy, cây này cũng đẹp này. Cây này cao phải tầm được được mét không nhỉ? Có thể được 1 mét đấy. Cái thoát thân ấy, đoạn thoát thân có thể được 1 mét. Còn cây cao chắc 1 mét, 2 mét, gần 3 mét. Cái loạt này cũng mấy cây này đẹp quá. Như đằng kia cũng có một cái cây đẹp. Lại gần nha. Cây này cũng đẹp này. Cây này cũng đẹp. Các bạn thấy là ở đây ấy là bắt đầu đã chúng tôi đã bắt đầu trồng cái lứa trên và trồng kèm với cả các cái lứa dưới. Ở dưới là các cây nhà Nhật. Đó. Và bây giờ xu hướng một thân chuộng, nên là đa phần các bạn nhìn thấy ở đây này là chúng tôi đều trồng
tuyển chọn ngay từ đầu vào và trồng các cây một thân. Nào, chúng ta đi tiếp nha. Cái cây này cũng quá đẹp này. Đó. Vườn mộc này phải nói là rất đỉnh cao luôn. Bây giờ cũng hiếm, vì năm nay mọi người cũng cứ rộ lên thích mua mộc, nên là các cái cây này lâu lắm mới trồng được chứ không phải là nhanh. Cây mộc nó lâu lớn nên để có được những cái gốc to như thế này thì là cây cũng rất là lâu năm rồi. Các cái loại chỗ đằng này thì là gốc có nhỏ hơn chút, trừ cái cây đằng sau kia nhé bạn nha. Cây đằng sau nó vẫn là cái loạt to ấy. Còn mấy cái cây trên trên này này thì gốc nhỏ hơn chút, đường kính chắc khoảng tầm 2,5 đến 3. Đó. Nhưng mà các cái loạt này là rất là đẹp, nó có tán rộng hơn, to hơn bình thường, hơn bình thường. Đây các bạn nhìn nhá. Đây vì sao bạn mà mua các cây mộc thân cao ấy, một thân ấy, thì cứ hay bảo là sao cái tán nó... Đây bạn nhìn cái cây một thân kìa, nó chẳng có tán. Đây bạn nhìn cái cây này, cái cây bên trái màn hình này này, bạn nhìn hai cây đằng này này. Đó thì bạn thấy cái cây bên trái này này, tán nó sum xuê hơn, các bạn có biết làm sao không ạ? Bởi vì là nó nhiều cành, nó nhiều thân thế kia mà. Mỗi một thân nó có vài lá, nhưng khi cụm vào một nhóm thì nó sẽ chắc chắn là nó sẽ hơn. Đấy, cho nên là khi mà mua mộc một thân thì bao giờ trông nó cũng sẽ khẳng khiu hơn, chứ nó không được kiểu tán như là các cái cây mộc mộc bụi. Đây bạn nhìn này, cây mộc bụi này, này tán nó hơn. Đấy. Trừ trường hợp là cái gốc của nó phải rất là to, xong rồi ở trên nó xòe nhiều tán thì lúc đấy nó mới được. Còn cái giống như các cây bạn đang nhìn đây này, đấy đường kính gốc cũng khá là to, nhưng mà đấy cây nó gọi là khẳng khiu, nó chỉ có mỗi cái ngọn lên thế thôi và nó rất là ít lá, ít tán. Rồi giờ thì mình sẽ làm một cái video phân biệt giữa cây mộc tàu và cây mộc ta nhé. Nhưng mà ở đây cũng không có cây mộc tàu để kiểu dạng như là làm cái so sánh cho bạn. Túm lại là rất nhiều, bạt ngàn. Tít ra đằng kia nữa, mình sẽ không quay nữa. Thì các bạn có nhu cầu mua cây mộc một thân, thân to, thì vui lòng liên hệ 0977973535, nhà vườn Hula Tree, xóm 4, Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên.